Về Sài Gòn cái mùa này thì mưa buổi chiều là rất là thường xuyên. Đây là văn hóa chạy xe vỉa hè. Tại vì đường kẹt quá là bà con cứ chạy lên vỉa hè này. Quý vị thấy không khí náo nhiệt không? Thế mới biết kinh tế Việt Nam phát triển như thế nào. Nếu mà nói về phát triển thì thật sự rằng Việt Nam mới phát triển khoảng chừng 3 năm trở lại đây là chúng tôi thấy là cái sự phát triển rất là vượt bậc. Trước đây thì hoàn toàn những năm trước sau ngay giải cấm vận thì cỡ khoảng từ năm 2000 trở đi đã bắt đầu. Nhưng 2010 thì có nhiều có sự mà phát đổi mới thấy rõ ràng. Tức là 10 năm sau đó, sau khi mà tái lập bằng giao. Nhưng mà tới năm 2015 thì chúng tôi thấy quá nhiều sự thay đổi. Thay đổi một cách là chóng mặt luôn. Đã đi đến nhà bác Bảy đâu mà có clip nhà bác Bảy hay nhỉ? Quý vị thấy là văn hóa vỉa hè này, văn hóa chạy xe đấy. Còn anh này đang chạy giữa đường nó dừng là dừng lại, ngon lành không? Đây, thích đậu, thích dừng lại là dừng lại, mà thích đi là đi. Cứ làm giống như vỉa hè là của nhà mình. Đoàn ơi, các bạn về đi, về đi. Về đi, về đi. Vui lắm. Thay da đổi thịt, thay máu hàng ngày. Phát triển nó chóng mặt luôn. Và người nước ngoài họ đi về đây chơi rất đông, rất nhiều. Lê Xuân Anh với lại Lý Thị Trọng thấy xe kẹt, kẹt dài luôn. Giỏi không? Ông Võ Đông Cung ông về đây mà ông không dám băng qua đường, ông chết nhát sợ. Nhà báo thì cứ đi phom phom, biết cách đi là đi được thôi. Thành ra quý vị mà đi cái giờ này, quý vị đi trên vỉa hè rất là cẩn thận. Đây là anh Grab xe Honda Grab. Ở Việt Nam nếu quý vị đi Grab hoặc là Uber đó quý vị cẩn thận, trời mưa là tính giá gấp đôi. Thành ra nhiều khi trời mưa đó lại còn đắt hơn là xe taxi thường. Tại taxi thường để giá, trong khi Uber mới Grab thì lại tăng giá lên lấp gấp đôi. Cái đường Lê Xuân Anh nhé, quý vị thấy là ngã ba nó kẹt. Tới cuối đường kia đó là ngay đường Lê Thánh Tôn này. Mà đã kẹt tới bên đó là coi như cái đường Lê Thánh Tôn là cũng bị kẹt luôn. Nếu mà xe nào mà chơi cái trò mà ăn gian, nhích, thích thì nhích cái là chết.
Quý vị thấy rằng Việt Nam bây giờ xe hơi khùng luôn, chiếc xe hơi gấp mắc đắt gấp 2, gấp 3 lần ở Việt Nam, ở bên Mỹ. Bây giờ không biết ai giàu hơn ai nha. Đường thì nhỏ mà xe buýt thì to, to đùng luôn, tài xế lái xe cũng mệt mỏi. Xe thiếu gì nhìn gà đi trên đường gặp ngoài. Bữa nọ chụp mấy cái hình xe Rairo, Rolls Royce thì sáng ngày đi với lại Trần Đình Phước, xe Lexus. Xe Lexus ở Việt Nam, Mỹ, bên Mỹ là bán cái chiếc xe đó khoảng 70-80 ngàn. Thì bên Việt Nam này cũng phải trên là khoảng 200-220. Tính trông lên. Đi làm sao mà cái vỉa hè nó bể luôn. Khách Tây này đấy, khách Tây đi nhiều lắm. Anh Huy Đức không biết ai có nhận ra nhà báo không, nhưng mà có lẽ là anh biết đấy, tại vì anh ấy nhìn nhà báo chăm chăm. Thì tôi cũng tới để bắt tay, lịch sự bắt tay ra đây. Ơi chào Huy Đức, thế thôi là đi chứ không có chụp hình, không có gì hết. Tại vì người ta nhìn mình như là quái vật thì mình bắt tay cho họ, cho biết là anh nhìn tôi không có thiện cảm thì tôi vẫn bắt tay anh. Tại vì nhà báo đập Huy Đức cũng khá nặng. Đường này là đường Lý Tự Trọng. Đây là nhà hàng Ân Nam, một nhà hàng của Việt Kiều về đây mở. Mới đầu thì lấy tên là An Nam. An Nam xong rồi bị ủy ban thành phố họ không cho lấy cái tên An Nam. Tại vì tên An Nam có nghĩa rằng là xấu. Thành ra ông mới đổi thêm là Ân Nam. Đây là của Việt Kiều Mỹ. Dạ vâng.